Em ở vùng nào ở Đài Loan? Em ở vùng Đào Viên, miền Bắc. Đào Viên nhiều cô dâu Việt lắm. Đào nhiều. Bây giờ may lại thôi nhé, xong rồi nhé. Tạo hình mỹ thế cho. Bây giờ nó đang sưng, nó sẽ to gấp rưỡi, gấp đôi như mỹ thông thường. Sau một tuần sau thì nó sẽ nhỏ dần đi nhé.